đây thì tôi cũng làm nông nghiệp trồng lúa cà phê, nhưng mà từ khi tham gia hợp tác xã này thì tôi thấy hợp tác xã này mở ra rất là hợp lý để cho tôi kiếm thêm thu nhập và những lúc rảnh rỗi. Làm được mô hình này thì chúng tôi muốn nhân rộng ra nhiều, nhiều người cùng hưởng lợi, nhất những người đam mê về trồng nấm linh chi với tăng rừng. Thì với kế hoạch của anh em chúng tôi thì tất cả ai có nhu cầu thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ về phôi giống, kỹ thuật, và có thể có khả năng nếu sau này đàm phán tốt về giá thì chúng tôi sẽ thu mua lại sản phẩm. Mô hình mà có cái triển vọng phát triển trên cái địa bàn huyện Cà Rông Bông. Thì cái định hướng của phòng nông nghiệp chúng tôi thì trên cơ sở cái mô hình có hiện tại đó, thì chúng tôi sẽ đến sẽ triển khai cho các xã, đặc biệt là bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cái diện tích trồng rừng nhiều để người ta phát triển kết hợp cái việc vừa trồng rừng và vừa phát triển cái nấm linh chi dưới tán rừng để đem lại cái hiệu quả và cái thu nhập cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.